Trà Ô Long được mọi người biết đến rộng rãi là từ Đài Loan, Trung Quốc. Đây là một trong những dòng trà cao cấp nhất được bày bán được tại tất cả cửa hàng trà sữa. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ủ trà Ô Long. Tỷ lệ ủ trà Ô Long là với mỗi 10g trà tương ứng với 400ml nước sôi. Hôm nay tôi ủ 30g trà với 1200ml nước sôi. Trà Ô Long ủ trong 15 phút, không đậy nắp. Trong bài học tới, tôi sẽ chia sẻ tới bạn món trà Ô Long nguyên vị để chúng ta cùng thưởng thức chính xác thì hương vị của dòng trà cao cấp này ngon ở đâu.